Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh VTV2. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm trên thế giới thì lại có một ngày để nhắc nhở cộng đồng về mức nguy hại của bệnh lao, và cuộc chiến này vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh ở nhiều quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam đang đứng số 14 trong tổng số 20 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Và mỗi năm trên cả nước thì có thêm 130.000 bệnh nhân mắc bệnh lao mới và có khoảng 45 người chết do lao mỗi ngày. Phát hiện và điều trị sớm bệnh lao nói chung và bệnh lao phổi nói riêng là một biện pháp kiểm soát và ngăn chặn bệnh lao tốt nhất. Và trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi hy vọng rằng sẽ đem tới những kiến thức đúng đắn nhất về bệnh lao để giúp cho quý vị và các bạn có thể phòng và điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả nhất. Và như thường lệ, để có thể tương tác với chương trình tại địa chỉ Sống Khỏe Mỗi Ngày VTV2, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc của mình liên quan tới chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, một chuyên gia y tế không thể thiếu trong mỗi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, đó chính là Dr. Sống Khỏe Mỗi Ngày.